đoàn đang tiếp thêm năng lượng này để lên đường. Cười không nhặt được mồm. Bây giờ tôi cũng phải tranh thủ ăn này, mà tay run lắm này. Thành phố Móng Cái xin kính chào quý khách. Đoàn chúng tôi bây giờ đã đặt chân đến thành phố Móng Cái rồi nhá. Nghe rồi. Gì đây? Kệ các bà, tôi có sao quậy thế, cứ biểu hết lên hình. Đây là tôi vừa book xong khách sạn này. Các bà trong này đi. Hello. Không chứng minh thư không gì cả. Vào đây để Hải. Chứng minh thư người ta đi đường. Đi đường à? Đây vào đây nghỉ ngơi đi, và cứ ngồi đây cho nó mát mẻ trong kìa. Con bố bằng thế nào. Rồi ok. Mình cứ đến cũng là cho làm được. Ok. Việt Bắc. Bây giờ là có phòng của Long Hà ở với nhau nhá. Chú ý nhá, áo thì phải 2 giây nhá, 1 giây nữa là tắm rồi đấy. Còn bây giờ chốt này nhá. Xong đổi sau, đổi người sau tùy. Cứ đầy phòng đã. Vừa nhận phòng xong. Mấy chục năm này lại mới được ở cùng phòng với ông bạn này đây. 35 năm mà cùng nhau 35 đấy. Năm mới có một cái cuộc chơi của anh em lớp 12C2 khóa 85-88 và lâu lắm rồi mình đi một chuyến rất là xa đến tận Móng Cái. Và đây là một cái điều rất là đặc biệt đối với anh em của lớp 12C2, đó là tình cảm của một bạn, và bạn đó là bạn Toàn Nguyện. Cảm ơn bạn rất nhiều. Trần Toàn. Vừa ra biển tí nữa này đẹp hơn nữa. Móng Cái bây giờ khác xa quá các bạn. Đó, bên những cái nhà to kia là bên Trung Quốc. View đẹp đấy. Bọn tôi là trên tầng 9. Giá khách sạn ở đây là bao tiền phòng nhỉ? Theo cái giá của nó, đặc tính của nó là khoảng tầm hơn 1 triệu.
nhưng mà vì quen biết các thứ nó đang lấy giá là 1 triệu một phòng. 1 triệu một phòng. Thật ra là thời điểm này như thế này, kiểu như thế này nó cũng hơi đắt tí. Đắt thì nó quá. À, phải thanh niên thế này đeo biết bơi. Con thiện nó đang kéo động thích coi như là giao biển. Con thiện nó đang đi học. Vẻ sóng đây hơi bị đẹp này. Hôm nay bọn, chuẩn đấy. Hôm nay bọn Hiển thì đã tắm được rồi. Tháo hức đã tắm được. Hiển nó bảo Hiển ơi. Hiển hôm nay báo đỏ à? Thằng Dương nó đang bảo mày báo đỏ hay sao mày không tắm được. Mày xuống đến biển nó xanh chuyển mẹ sang màu đỏ là kéo được đâu đấy nhá. Mẹ vừa phải thôi nhá. Ai báo đỏ thì ngồi ở trên bờ nhá. Hôm nay sóng hơi to. To lắm. Hôm nay sóng to lắm. Mẹ mày là cái thằng nghĩ ra, thằng đéo đâu nghĩ ra. Tôi đi học thì đéo được bò biển. Bãi biển Trà Cổ. Hôm nay sóng hơi to, gió to, sóng rất to. Em ơi. Hôm nay là qua ngày nghỉ rồi cho nên là cũng vắng khách. Bãi biển Trà Cổ. Sao hết nắng rồi mà Tuấn? Tí nào hết mà. Hôm nay sóng to lắm các bạn. Sóng này mới gọi là sóng. Bé đáng yêu này. Nhạc đấy ngon đấy, không phải đùa đâu.
đắt nhưng mà ngon. Có đây 20.000 không? Thằng nào xong thì vứt đi mà. Ăn uống ở đây tôi thấy sơ sài lắm. Ở đây á? Đâu có đồ mấy đâu. Nếu không có đồ thì vào trong. Thì ở đây là toàn cái đồ đông lạnh nó để uống ăn là ngon. Sống ra đây. Thế sống mua trên quán đấy. Cái này nó cá thôi. Ủa cá? Cá gì? Cá trình. Trình cá biển. Cá biển. Cá biển là cá gì? Cá mực cá ông. Còn sống không? Đang bơ không? Đang bơ không? Toàn này toàn sấp đông. Sao lại nó sống bây giờ đang ngồi chết trong khí luôn. Đang lâm sàng này, to lòng. Đúng rồi. Đang xin. Ông nào cũng bảo là... Đấy chị ngồi đi. Long xỉu cơ bao nhiêu? Sóng hôm nay đẹp đấy Hiển ạ. Sóng hôm nay đẹp đấy. Tắm sướng lắm đấy. Sóng rất là tuyệt luôn. Và sóng rất là tuyệt luôn. Hiếm khi được có quả sóng to này lắm đấy. Không phải đùa đâu. Sóng này chán. Chứ phải như đẹp. Bơi được. Bơi được. Bơi được. Bơi được. Ok. Rồi. Quá đẹp luôn. Đấy, đứng đây. Thế đứng ra ngoài kìa. Ok, mà cứ đứng tôi quay mà. Quay cứ lấy dáng, thích lấy kiểu nào lấy mà. Máy, ok đi. Rồi. Rất to. Các bạn phát biển cầm tường thấy có khoái không? Sướng không? Các mợ ở trên núi xuống ấy.
Các cụ mà không dám ra xa đâu mà. Khiếp. Đi ra ngoài đi chị Quý. Đi ra ngoài đi. Đi ra không sợ đâu. Nó đã đẩy trôi vào trong nhà mà. À đẩy trôi trong bờ mà. Không xe tắm đâu. Nào đi ra ngoài đường điện thoại đây. Đường cứ ra đi không sợ đâu. Hải lôi cái điện cầm cái điện thoại lôi vào Quý ra ngoài. Đưa cái điện thoại đây ông dây phó mắt đấy để bốc bây giờ. Cứ ra đi không sợ đâu. Hai mày vào mày lôi vào Quý ra đi. Ôi mày sống mày tỏ đi chứ. Năm giờ chiều trên bãi biển Trà Cổ tuyệt quá. Càng ngày sóng càng to hơn nhá. Ông Long ạ. À? Càng ngày sóng về chiều càng to hơn nhá. Sóng càng mạnh hơn. Kéo ra một tí. Sóng cực mạnh và đẹp. Quần đúng cái quần. Một ông trèo đây ông ngồi rồi. Thế nào sau nhiều năm mới quay lại Trà Cổ thế nào? Khác nhiều. Khác nhờ. Ngày xưa đây có cái gì đâu. Đúng rồi, có gì đâu. Phải phải 10 năm nó quay đây. 10, 12 năm rồi đấy. Đâu. Khác nhiều. Sao thế đã lên rồi. Lạnh lắm. Lạnh đông lạnh ở dưới nước thì nó không lạnh. Càng dưới nước càng lạnh, càng ra xa lạnh lắm, lạnh lắm. Lạnh.
mấy anh già U50 rồi giờ nghịch trẻ con này. Đấy. Mấy anh già quay lại thời mẹ trẻ con này. Đấy, baby U50. Baby đẹp đấy. Nhìn các bà vẫn ngon phết đấy chứ. Ngồi đi xếp túi đi. Giờ ngồi đi chờ túi. Hai to chưa? Hoàng hôn biển Trà Cổ rất là đẹp, rất đẹp, nên thơ quá. Ôi, hôm nay sóng đã thật đấy. Vừa rồi du lịch biển Việt Nam làm rất là nhiều điều, đặc biệt là cái bãi biển rất là sạch,
Đó, xinh quá. Ơ mấy đại ca này lên rồi à? Đéo mà nó đánh rồi. Rét à? Nó sóng to thật đấy. Hôm nay là sóng hơi to. Bây giờ đi ra thăm địa đầu tổ quốc đây. Ta đi địa đầu tổ quốc. Tràng Vĩ 0 km. Đâu còn hai con bà kia nữa cơ mà. Mày chụp cái chân này nhá, mày chụp cái chân chủ yếu cái chân này rồi. Nào, qua đây qua đây. Cái cong gà đi. Ok chưa? Ok nhá. Bỏ kính ra đi cho nó máu nào. Ôi trời, mất thằng. Nhờ anh chị bấm vào cái. Nào. Ok. Sao? Lâu rồi đi đi âm. Đây đây. Rồi. Cho hai vợ chồng ta khác đi. À, hai vợ chồng khác thì. Bây giờ là mà chúng mày phải ngồi kiểu gì để cho nó nghịch tí. Thế này vợ chồng ta. Chân nhéo chân. À mà thằng này mày dạ như này ra, con này dạ như này ra. Đấy, đấy. Đấy thế. Lòng lòng nữa. Dạ nha. Thì mà tao có dạ ra thì mũi lé nó mới vào. Rồi. Vành đai biên giới. Đây cái mũ của mình Trung Quốc thì kia. Cái mũi kia cho nó nhọn như này nhá. Không, nó từ chiều nhọn. Từ chiều biển. Biển thì đêm nó lên. Đây bên kia Trung Quốc. Bên kia đèn sáng kia. Ừ. Chỗ này được xuống dưới kia không nhỉ? Không. Xuống đi dưới kia không? Cấm rồi, khu vực bảo vệ này. Đầy người đây. Đây các bạn nhìn này. Khu vực biên giới ấy, không nhiệm vụ, miễn vào. Đây, Trung Quốc bên kia nha. Yeah. Chào đồng chí nhá. Khả năng khu này nhiều hải sản trong tầm này lắm thế nhỉ. À, chúng nên cho nó vịnh cho nó không động nó là vịnh kia. Đúng rồi, đấy cửa sông mà. Kia sông cái... chảy ra kia. Tới đây là hết nhỉ? Đây, không cho cái mũi nhọn này đây. Nó nhô này. Mà đồ nhọn. À sông này, cửa sông chảy ra. Đó. Sông này cái biển của nó. Chia đôi cái chỗ này. Chỗ này là một nửa của mình và một nửa của Trung Quốc. Đó. Thì bên này nháy bên Trung Quốc à. Đấy, nhìn đâu. À, hôm nay là đến đây hơi muộn. Nên là không quay ra đây mà sớm rồi, ra đây hơi muộn. Chỗ vừa rồi là mũi Xà Vĩ nha các bạn nhé. Thực ra vẫn chưa phải là chỗ mũi nhọn nhất đâu. Tại vì cái chỗ đấy là mỗi một năm là nó vẫn bồi ra nhiều. Ui, các bác vi thuốc Lào kêu kinh thật đấy. Từ Trà Cổ rừng Dương đến Cà Mau rừng Đước. Thờ Tố Hữu. Từ Trà Cổ rừng Dương đến Cà Mau rừng Đước. Mày chúng mày muốn lấy chữ hay muốn gì? Trà Cổ Móng Cái, địa đầu Tổ Quốc. Mũi Xà Vĩ Trà Cổ địa đầu. Đây nha, đây là Xà Vĩ rồi các bạn nha. Đây là mày đứng hẳn ra tí, đứng hẳn ra tí. Không, đứng hẳn dịch ra bên này này. Đấy thế, đấy.
vừa thôi. Tay này hơi to, đánh tránh cho hai đứa to. Béo thì béo thì việc gì mà ngại. Tại trình mà tao chụp chỉ hoa cắm mặt. Này mày làm dạ xuống xuống điện thoại cho nhân dài ngay, mày quay ngược lại. Tao bảo chân dài mày quay ngược lại. Mày quay ngược, tao bảo mày. Mày kéo được, mẹ đeo ai làm thế. Mày quay ngược hẳn đây, cho lên lên. Rồi, lần sau mặc cái áo một giây thôi. Thì mẹ mặc cái áo đeo được thôi cả con. Hàng nó đeo đọn thì chớ rồi. Lui 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 lui. Ok. Rồi, 3-4 cái rồi. Thôi nhảy cho phát. Nào, nhảy cho phát nào. Đâu. Thả dáng đi, cong người ra. Óp bụng vào. Óp bụng vào. Anh mặt lên đi. Chưa, cả đái. Đừng để óp bụng vào. Nhưng mà hồi mình đứng vào đây chụp một kiểu đi. Gì nữa? Rồi, tất cả đi. Nào, tất cả đứng vào đây. Đây, 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 đây. Mình giúp đỡ. Nào, nào, hai chị em đi nha. Tay để đây. Được không? Chụp cho chị mình một kiểu. Ui dồi, chụp quả này mẹ cho Hiển bàn hơi bị đẹp đâu. Mẹ chân dài miên man nhỉ. Đéo chân dài. Đang giơ tay này, không được bấm luôn. Xoay 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 cái mặt đấy ra ngoài. Xoay xoay cái mặt đang tay. Bởi bà đang ngửa mặt mộc nó thế. Không giấu được mặt mà. Ai mà trở thế vậy đó. Khu sơ đồ khu du lịch quốc gia Trà Cổ Móng Cái. Ok đẹp đấy. Để tao chụp cùng với Tuấn ngay nhỉ. Đây. Tôi quay cùng bốc này được hả, đúng không? Mày kia đâu. Chụp là chụp tao với ấy một kiểu. Đẹp. Mẹ đã phải ngồi nó phải nghịch. Ok. Chưa. Đẹp nhá. 2 3 nào. Chưa. Từ từ. 2 3 nào. Ok. Đưa mày hơi tao mà chụp kìa. Ok. Mấy thằng bé bé nhỏ nhỏ xưa với nhau. Chụp nha. Rồi, ok. Xin kìa. Từ Trà Cổ đến mũi Cà Mau 2380 km. Quá đẹp luôn. Như uống rượu say. Như kiểu mấy ông mông uống rượu say ngồi giữa cột đá. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đài đồn biên phòng Trà Cổ, đài quan sát Tràng Vĩ. Muốn cho vào không? 20.000 một người. Tám đéo rồi. Vào làm gì? 20.000 đéo vào. Thôi vừa vào tôi hỏi rồi. Kia chỗ kìa. 20.000. Quên mất 30.000 kia rồi, bây giờ đéo vào. 20.000 của nhóm một tí mà, tí tiền kia bỏ ra chung mà. Cô vào làm gì? Đừng ngồi. Cười đi. Kim chi. Lâu thế chị. Nhanh như muỗi nốt. Cười đi. Nhiều lắm, lọc cuối năm đấy. Từ đến tôi nhá. Vào đây. Quay lại. Đi mất cả. Chụp ảnh các bạn nhé. Dân phải thắt về đêm đâu ạ. Thoát vị ở đêm giờ. Sao? Kiểu dáng súng nổ ngân. Súng này súng hỏng. Chuẩn bị nhá.
1, 2, 3 1, 2, 3 Rồi, ok. Đẹp lắm. Chẳng nghĩ cần đéo gì. Nói về đây. Đây. Đóng mở qua phát là thằng Hải. Chụp là được. Đây, có mặt nó. Đây, nhìn xem đây này. Được không? Quá đẹp luôn. Ừ, đây này. Con trai này được rồi. Đẹp. Ừ, đẹp luôn.